Hi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những cho bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ Và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Khi nào bạn hết cô đơn ha À, và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho ba tụ bài Đây là tụ 1 Tụ 2 Và tụ 3 ha Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1 Hi, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi khi nào bạn hết cô đơn và đây hiện cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 1. đây mình thấy các bạn tuần một là những người rất là tỉnh táo rất là lý trí và các bạn là những người xác định được cái đam mê ước muốn của mình là gì thì các bạn sẽ rất là cố gắng nỗ lực để có được cái điều đó nha và có thể cuộc sống của bạn cũng hay gặp phải những sự chống đối những sự chỉ trích phê bình gì đó và bạn cũng đang trong trạng thái của sự bảo vệ bản thân sức khỏe tinh thần các bạn mình thấy các bạn là những người có sự hài hòa tiết chế và điều độ ở đây mình thấy các bạn rất là lý trí ha biết suy nghĩ tính toán và có được những cái bước đi vững vàng cho cuộc sống có thể là bạn cũng là một người sống rất là nguyên tắc và luật lệ ha cẩn trọng các bạn là những người sòng phẳng và các bạn cũng rất là nhạy bén ha có sự sáng tạo có sự gọi là phát triển niềm đam mê của mình à, có một cái sự gọi là biết tính toán và có khả năng lãnh đạo rất là tốt vững chắc ừ. tinh thần kiên định và ở đây mình thấy trong cuộc sống của bạn có thể là bạn có sự kết nối hoặc là bạn có sự gặp gỡ rất là nhiều những cái đối tượng gọi là thành công thành tựu trong cuộc sống và các bạn cũng là một người làm ra tài chính tốt ha tiền bạc thì vững vàng ừ, hoặc là ở đây mình thấy trong cuộc sống của bạn có những người cộng sự tốt ừ. nói chung mình thấy cái nguồn năng lượng của các bạn tụ một khá là cao cho nên là thể là trong cuộc sống của bạn bạn cũng thu hút được rất là nhiều người ha đến rồi, à, để mình xem đối với những bạn mang năng lượng nữ xem trả bài thì khi nào bạn hết cô đơn và cái người sẽ mang đi, người sẽ đánh bật cái sự cô đơn của bạn là ai thì các bạn nữ xem trả bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng các bạn nam xem trả bài. Các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha. Ở đây mình thấy là cái đối tượng sẽ đánh bật sự cô đơn của bạn, đây là một người quan tâm đến sức khỏe rất là nhiều à, người này thì mình thấy cái khả năng là họ cũng là một người có sự biết yêu thương, biết bảo bọc, biết chịu đựng, biết uh, chăm sóc người khác và họ cũng biết chăm sóc cho bản thân của mình thật là tốt và cái người này thì mình thấy có khả năng thứ nhất là gia đình của các bạn nha ừ, thấy có một số bạn là gia đình các bạn sẽ đánh bật sự cô đơn các bạn thứ hai là cái người này là cái người sẽ đến để yêu bạn và đối tượng này thì mình thấy họ là một người trong tình yêu họ cũng rãng mạn đó Họ cũng biết quan tâm và họ cũng là một người đang hướng về gia đình ha Có thể là họ cũng rất là muốn kết hôn Muốn gặp được một cái người gọi là xứng ý dịu lòng với bản thân mình Tụi này là một người có khả năng làm ra tài chính Hoặc là đây là một người bây giờ có thể là họ đang tập trung vào tài chính Họ cố gắng nỗ lực làm việc Để có thể sau này có một cuộc sống vững bền và có sự an toàn Đầy đủ ha à, Tuy nhiên mình thấy có khả năng là họ cũng khá là cô đơn trong cuộc sống cũng giống như bạn họ có rất là nhiều sự lựa chọn nhưng mình thấy cái khả năng là cái người này họ cũng có sự kỹ tính họ có sự quan sát kỹ lưỡng ha. giống như họ đầu tư tiền bạc thì họ cũng quan sát xem xét xem ai là cái người phù hợp thì họ mới có thể gọi là um, đầu tư tình yêu thời gian công sức kiểu như vậy à, mình thấy là có một số bạn cẩn trọng khi mà bạn quen một ai đó bạn phải tìm hiểu xem cái người đó họ đã có gia đình hay chưa nha mình thấy có một vài bạn là có đối tượng nào đó đã có gia đình nhưng mà cảm thấy rất là cô đơn cho nên là tìm kiếm ha, người để giải khuây đó Cho nên là các bạn hết sức tỉnh táo để tránh bị rơi vào những cái bẫy tình như thế này ừ. Đối tượng này quay trở về với đối tượng ở đây thì mình thấy họ là người có sự cân bằng, hài ha. hòa và ở đây thì họ cũng là một người có niềm đam mê trong tình ái Họ còn là một người có, có sự sáng tạo, nhiệt tình, hứng khởi ha ừ. Và người này mình thấy dường như là họ có sự sống thật với bản thân của mình ha ừ. Có thể là họ khi mà gặp bạn thì có thể là họ sẽ tháo gỡ cái lớp mặt nạ của họ Giống như kiểu cái người này khi mà gặp người khác thì họ không có cảm tình, họ không có cảm xúc Nhưng mà khi gặp bạn có thể là họ trở nên nhạy cảm hơn, trở nên gọi là cảm xúc hơn Um, họ muốn cho bạn biết được cái con người thật của họ ha à, kiểu như vậy thể hiện cảm xúc tinh thần với các bạn đây là người có tiền có bạn nha ừ. người này thì mình thấy có khả năng là trán cao vuông dung dứt mũi cao và có khả năng là có lưỡng quyền cao và đôi mắt cũng khá là mê hồn trận đây nha <laughs> người này thì mình thấy có khả năng là môi cũng vừa vừa môi dưới thì dày hơn môi trên chút cằm thì có thể là cằm tròn ừ. khuôn mặt khá là góc cạnh mà nhìn cũng rất là lãng tử ha Đối tượng này mình thấy họ làm gì họ cũng có lên kế hoạch kỹ lưỡng cho cuộc sống hết ừ. Họ có sự cẩn trọng và sâu sắc Họ có sự kỹ lưỡng ha Cái người này mình thấy nói chung là họ đã từng trải rồi Cho nên là ừ, đây là cũng là một người lão luyện trong thương trường đó ừ. cái người này mình thấy có khả năng là họ sẽ đến bên bạn và họ có sự nói chuyện tìm hiểu ha rồi nhắn tin qua lại hoặc là mình thấy cái người này họ với bạn rất là tâm đầu ý hợp đó hai người có nhiều chuyện để nói với nhau ha, và hai người có cùng tần số năng lượng có thể năng lúc đầu rất là hợp ha à, rồi đồng thời có thể là cái người này họ cũng có một cái sự cố gắng um, thể hiện tốt với bạn để có thể kiềm giữ cái mối quan hệ này nó tốt đẹp Ừ. ở đây thì mình thấy cái khả năng là cái người này họ sẽ cố gắng thể hiện cho bạn thấy những cái điểm tốt ưu điểm của họ để họ có thể chiến thắng được những cái đối thủ cạnh tranh họ biết là bạn là một người có nhiều sự lựa chọn và cái người này mình thấy dường như là họ cũng là một người làm ra tài chính tốt đó như mình nói đó hoặc là cũng tập trung vào công việc và họ cũng có sự hung đúc tinh thần với bạn ha họ có sự nể phục ngưỡng mộ bạn ừ. Và lúc đầu cái người này họ sẽ có một cái sự luôn chủ động ha, tìm kiếm nói chuyện để cho bạn vui, làm hài lòng bạn đó, ha, mình thấy là như vậy. À, và ở đây thì mình thấy họ cảm thấy bạn cũng là một người rất là quý giá, ha, giống như là một cái sự thành công to lớn của họ đó trong cái quá trình tìm kiếm cái người phù hợp, đó, ha, kiểu như vậy. Nhưng mà sau đó mình thấy cái người này họ cũng có một cái sự... À, tập trung vào công việc hoặc là họ với bạn có một cái sự bất đồng gì đó ha à, cho nên cũng có những cái sự nói chuyện rồi um, cũng có sự mâu thuẫn gì đó ở đây mình thấy cái khả năng lúc đầu thì nó rất là hài hòa nhưng mà sau đó có thể là có những cái vấn đề các bạn cảm thấy có sự khác biệt và cái người này lúc đầu thì mình nói chung là hai bạn xem nhau như là bạn bè trước ha tìm hiểu về nhau cũng thấy vui à, ngoài ra mình thấy có thể là một vài bạn là cái người nào đó mà đang quen rồi đó à, hoặc là một số bạn là có thể đang là một người bạn cũ ha, hoặc là cái người yêu cũ ừ. người này mình thấy họ có một cái sự ngủ mơ thấy bạn nghĩ ngợi về bạn rất là nhiều và họ dành tình cảm cho bạn thật lòng ừ. Và ở đây mình thấy họ cảm thấy háo hức ha Mỗi khi gặp bạn, mỗi khi nói chuyện với bạn Và họ cho bạn một cái tình cảm như con nít vậy đó ha Một cái tình cảm chân thành hoặc là có sự thuần khiết ừ. Và đồng thời có thể năng ở trong mối quan hệ này Cái người này họ thường dành thời gian rảnh để có thể nói chuyện Nhưng mà cũng có sự cân bằng Bởi vì họ cũng cần thời gian để nghỉ ngơi Mình thấy dường như là họ cũng cần rất là nhiều thời gian cho chính mình cho nên là đôi khi á, trong mối quan hệ này những lúc cái người này họ nghỉ ngơi có thể là họ cũng mệt mỏi trong công việc họ khiến cho bạn cảm thấy hơi trống trải hơi lẻ loi cho nên là đôi khi các bạn cũng có những cái sự mâu thuẫn gì đó ở đây cái người này là một người kiểu như có chuyện gì họ cũng không có nói ra quá nhiều họ cũng không có thể hiện chuyện của bản thân mình hoặc đôi khi họ làm gì họ cũng không nói với bạn nên là họ hay giấu kín hoặc là họ có việc gì đó họ cũng giữ trong lòng đó, à, nó cũng là một cái chuyện khiến cho bạn có một cái sự khó chịu kiểu như là không biết là cái người này có thật lòng hay không, họ đang làm cái gì đó mà họ im lặng lâu như vậy hay gì đó ha. À, nhưng mà mình thấy các bạn cũng sẽ có những sự hẹn hò hoặc là cái người này họ tặng quà hoặc là họ cũng dẫn bạn đi ăn uống rồi họ cũng có sự gọi là đem đến tình cảm cho các bạn. Chỉ là đôi khi có khả năng là họ cần thời gian cho bản thân, có không gian thời gian cho chính bản thân họ thôi ừ. Nhưng mà họ thực sự thật lòng với các bạn Và cái người này mình thấy họ đến giống như là cũng như là cái bài học dành cho các bạn Giống như là các bạn có bài học với nhau à, Có thể là họ đến giúp cho bạn nhận ra được một cái điều gì đó ừ. Và cái người này họ cũng giúp cho trực giác của bạn được đẩy lên cao đó ha họ giúp cho bạn có một cái sự trưởng thành hơn về mặt suy nghĩ cách yêu đương đúng đắn thì mình thấy là như vậy rồi để mình xem qua đó với những bạn nam xem trả bài thì cái người sẽ đánh bật sự cô đơn của bạn là ai cái người này mình thấy dường như là họ cũng có những cái sự phiền muộn gì đó hoặc có những cái tổn thương những sự ám ảnh trong tình cảm chẳng hạn và đây cũng là một người có khả năng là họ đã từng ở trong cái giai đoạn rất là bí bách hoặc là trong mối quan hệ đó có một sự tô xiết độc hại và họ đã đang dần gọi là chuyển đổi chuyển hướng và kết thúc cái mối quan hệ đó hoặc là kết thúc cái sự độc hại đó ừ. họ có khả năng cũng có những thói quen gì đó không tốt cho nên họ cũng cố gắng vượt à, qua nó ha cái người này thì có khả năng là họ cũng um, rất là khát khao hy vọng có một mái ấm gia đình hạnh phúc yên vui ha. sống hài hòa với hài hòa với nhau và ở đây thì mình thấy khả năng là có một số trường hợp là cái người này họ đã ly dị hoặc là có con riêng um, vân vân hoặc có một cái mối quan hệ gì đó cũng sâu sắc lâu dài nhưng mà nó không có kết quả bởi vì mối quan hệ đó mối quan hệ toxic um, độc hại đối với họ và đối tượng này là một người họ có sự phòng thủ rất là cao độ ha um, họ là một người nhã nhặn điềm tĩnh um, có một cái sự gọi là giỏi giang rồi um, biết suy nghĩ ha, rồi cũng biết tìm ra đường hướng tương lai cho bản thân của mình là một người khá là kín đáo và cổ điển nói chung cái người này mình thấy họ ít nói họ làm nhiều và họ chỉ um, thích ở những cái nơi yên lặng yên tĩnh thôi không có thích tiếp xúc giao du quá nhiều người phức tạp đó. mình thấy như vậy ở đây mình thấy người này họ được khai mở có luân xa vương miệng luân xa thứ bảy à, giúp cho họ tiếp thu rất là nhiều những nguồn kiến thức vô tận và cái người này có trực giác cực kỳ cao rất là nhanh nhẹn thấu đáo thậm chí họ là một người thầy tinh thần một cái người hướng dẫn hoặc là khi ở bên cái người này họ thường hay cho người khác những cái lời khuyên hữu ích và đúng đắn ừ và ở đây thì mình thấy họ là một người có năng lượng chữa lành ha có thể họ là một bác sĩ hoặc là một người điều dưỡng hoặc là một cái người chữa lành mặt tinh thần nói chung là họ làm trong lĩnh vực chữa lành thì rất là đúng rất là phù hợp với họ kiểu vậy và họ cũng đang ở trong trạng thái của sự chữa lành về sức khỏe về tinh thần của họ sau những cái biến cố và người này mình thấy dường như là họ đã rời khỏi những cái điều cũ để họ bước vào cái không gian mới rồi người này mình thấy dường như là họ cũng rất là thích đi du lịch rồi đó ha hoặc họ có một những cái lần chuyển nhà chuyển chỗ ở ừ. cái người này họ đang bước vào cái hành trình cuộc sống và được ơn trên soi sáng soi rọi cho họ ở đây là một người trong tình yêu họ rất là cần sự quan tâm của người yêu dành cho họ và họ cũng đang rất là quan tâm đến người yêu của mình ừ. người này sống tình cảm ha Ở đây mình thấy bạn cái người này với bạn là cái làng gió mới của nhau và họ đến bên bạn do mới đầu giống như là những người bạn bè, những người cộng sự tốt. Có sự nói chuyện, tìm hiểu rồi đó ha, cũng khá là thú vị. Nhưng mà cái người này mình thấy có khả năng là họ sẽ cho bạn cái cảm giác được yêu thương, ha, được quan tâm và cái cảm giác là đắm đuối rất là mãnh liệt. và họ cũng rất là cuốn hút trong mắt của bạn đó các bạn có thể được làm mai hoặc là quen nhau qua một um, môi trường cộng đồng hoặc là được ai đó giới thiệu ở đây hoặc là đồng nghiệp á ừ. ở đây thì mình thấy người này uh, trong mối quan hệ này họ có sự nghiêm túc với bạn họ có sự đầu tư ha vào cái tình cảm này ừ. và họ đem đến những cái um, sự vui tươi sự uh, rộn ràng ha và họ rất là năng động hoặc họ đem đến cho bạn cái sự nhiệt tình hứng khởi họ trè, truyền thêm cho bạn cái sức mạnh cái ý chí cái sức sống giúp cho bạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc ha. Wow. ở đây mình thấy người này họ trải qua nhiều đêm xúc động, nhiều đêm mất ngủ buồn bã vì những cái vấn đề cũ và khi gặp bạn thì có thể là cái người này họ cũng cảm thấy hy vọng một chút ha và họ xem bạn giống như là cái người định mệnh đến để giúp cho họ gỡ rối hoặc là giúp cho họ thoát khỏi cái quá khứ đau buồn tổn thương và ở đây mình thấy họ có nhiều sự lựa chọn tuy nhiên thì có thể là họ cảm thấy khi ở bên bạn rất là vui và họ cũng có một cái sự cố gắng cân bằng giữa công việc và sự nghiệp ha. À. Họ cũng có sự tập trung vào bạn đó. Ừ. Và ở đây mình thấy họ cũng um, cố gắng để cho làm bạn cho làm cho bạn hạnh phúc hoặc là họ cũng hay gửi hình ảnh cho các bạn. Họ cũng có sự chờ mong chờ đợi tin tức từ các bạn. Ừ. Và họ cũng có một cái sự xác định cái hướng đi cho cái tình cảm này họ có sự nghiêm túc chứ họ không phải là uh, quen vui chơi qua đường ha mình thấy là như vậy ở đây hai bạn có rất là nhiều cái sự lãng mạn hoặc là thấm thiết hoặc là có sự gắn kết về mặt thể xác rất là nhiều các bạn có cái phản ứng hóa học các bạn giống như là cái năm trăm thu hút nhau rất là mạnh mẽ nha ừ. Uhm. Một số bạn có thể là bạn ở xa ha hoặc là có một vài bạn như mình nói có khả năng là một cái người yêu cũ nào đó của các bạn Và mình thấy các bạn có nhiều sự đam mê ha, nhiều sự thích thú ấm áp. Ở đây thì người cũ người mới gì thì cũng tùy theo các bạn, các bạn có cho họ bước vào cuộc sống của bạn hay không nữa. Nói chung hai người có rất là nhiều sự đắm đuối mãnh liệt đam mê với nhau và hai bạn thì có khả năng là một số bạn có con riêng hoặc là hai bạn đối xử với nhau giống như những đứa con nít vậy đó có, có một sự hài hòa có có sự gọi là thể hiện cái suy nghĩ thực sự của mình ha không có đeo mặt nạ quá nhiều ví dụ như bạn nghiêm túc đối với những người xung quanh nhưng với người này bạn có sự gọi là tự nhiên hơn thoải mái hơn chia sẻ chuyện của mình nhiều hơn và cái mối quan hệ này có thể là hai bạn cần phải có một cái sự gọi là um, giao tiếp nhiều hơn từ trái tim đến trái tim ha để có thể thấu hiểu chân thành và cảm nhận về nhau nhiều hơn ở đây mình thấy có thể là các bạn nữ các bạn sẽ phải nên có một sự tập trung yêu thương bản thân của mình thì bạn sẽ thu hút được một cái người cho bạn một cái tình cảm cũng khá là gắn kết ha khá là trọn vẹn và mình thấy các bạn nữ ở đây sẽ rất là thu hút cái người mang năng lượng nam đó À, khi mà bạn yêu đời, bạn hạnh phúc thì tự nhiên bạn sẽ thu hút được một cái tình yêu gọi là lãng mạn đối với bạn. khi bạn biết yêu thân bản thân của bạn đủ tốt, đủ nhiều. rồi để mình xem qua khi nào ha, mình sẽ trả ba lá bài để cho các bạn chọn. các bạn có thể chọn một trong ba lá bài để biết khi nào ha thì bạn hết cô đơn. rồi mình mời các bạn chọn ha. Rồi ờ, bài thứ nhất ha, một số bạn thì mình thấy có khả năng là trong năm nay thôi là bạn hết cô đơn rồi. một số bạn là trong vòng 3 tháng sau á. Là ừ. hết cô đơn ha. Bạn số Các bạn số 2 thì mình thấy là um, có thể là mùa đông này là bạn hết cô đơn hoặc là có khả năng là một số bạn sẽ kéo À, một số bạn mà chưa có một cái cuộc sống độc lập á thì còn đi học còn kia có một sự trên vên á, thì có khả năng tới um, còn lâu lắm mới gặp được cái đối tượng này có thể là 4 hoặc 5 năm sau cái đó là dành cho những bạn khá là ít ở đây thôi những bạn còn trẻ còn nhỏ chứ thực sự một số bạn là mình thấy vào mùa đông là các bạn hết cô đơn rồi đó khi bạn tập trung vào tài chính sự nghiệp cuộc sống của các bạn nhiều hơn À, các bạn số 3 là mình thấy có một số bạn các bạn sau khi um, trải qua một cái giai đoạn tổn thương gì đó, nhức nhói gì đó, các bạn chữa lành xong là có thể là trong tháng 10 này là bạn hết cô đơn rồi. Hoặc là có khả năng là à, vào mùa thu năm sau hoặc là hai năm sau thì theo cái mặt năng lượng của bạn. Ừ tại vì trong trả bài này là những người đã trưởng thành những người đã làm chủ cuộc sống ha có nguồn năng lượng rất là cao ừ, có sự độc lập rồi ha và để mình xem cung hoàng đạo nổi bật cho các bạn hay là của bạn của người đó bò cạp kết thông ngư sư tử sử nữ thiên bình Chữ cái trong tên N U M C T Y ngắn H K A J L B và S rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha Mình xin chào các bạn Hai xin chào các bạn tụ 2 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 Để xem coi khi nào bạn hết cô đơn ha à, Và đây hiện cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha Rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 2 Các bạn tụ hai là những người đang trong giai đoạn có sự mệt mỏi với những cái điều gì đó khiến bạn cảm thấy bối rối và trong trên. Có một số bạn các bạn đang trong cái trạng thái của sự đổi mới bản thân của mình, nhìn nhận những cái điều gì đó chưa tốt ha để có sự thay đổi tốt hơn kiểu như vậy. Các bạn là những người có giọng nói hay, giọng hát hay, là những người có khả năng lan tỏa và chia sẻ rất là tốt. Các bạn là những người giống như một linh hồn cổ đã trải qua rất là nhiều những cái kiếp sống là những người có một cái sự thông hiểu thông minh nhạy bén ha uh, tài trí và có thể năng là các bạn có sự đứng đắn hơn trưởng thành hơn so với những người cùng chung lứa tuổi ừ, mình thấy là như vậy và có thể là một vài bạn các bạn là một người thầy tinh thần dẫn dắt hướng dẫn cho người khác và trong cuộc sống của bạn cũng có rất là nhiều những cái vấn đề khiến bạn mỏi mệt hoặc là lo toan hoặc là cũng có những cái nỗi sợ ha nỗi lo gì đó rồi trong cuộc sống của bạn mình thấy dường như là các bạn cũng um, hơi rơi hay rơi vào những cái mối quan hệ tô xít mệt mỏi ừ. bạn cũng có những cái uh, sự quyết uh, đoán và dứt khoát trong thời điểm này có thể là bạn đang có sự tập trung hơn vào công việc của mình Tập trung nỗ lực làm việc chăm chỉ ha. Và khi yêu thì các bạn cũng là một người rất là nghiêm túc Có một số bạn ở đây mình thấy dường như các bạn đang đón nhận những cái thành quả ha, Những cái điều tốt đẹp mà bạn đã vun trồng kiểu như vậy Rồi để mình xem coi à, Đối với những bạn mang năng lượng nữ xem trả bài ấy, thì Cái người họ sẽ đánh bật cái sự cô đơn của bạn là ai ha Ừ. Thì các bạn nữ xem trả bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng các bạn nam xem trả bài Các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha Ở đây mình thấy thứ nhất là gia đình của các bạn là <laughs> là chủ yếu ha ừ. Rồi cái đối tượng này có khả năng có tiền có bạc đó Giàu có, ha có tài chính vững vàng vững chắc Và cái người này thì mình thấy họ cũng là một người có xuất thân từ một gia đình truyền thống người này thì mình thấy là có khả năng là họ cũng là một người khi mà yêu thì yêu rất là đậm đà, yêu rất là thấm thiết và có thể họ sẽ cho bạn một cái tình yêu rất là ngọt ngào. Ừ. người này mình thấy dường như có khả năng có một số bạn là họ đã từng kết thúc một cái tình yêu hoặc là một cái cuộc hôn nhân gì đó rồi ha, đã từng ly dị vân vân. Ừ. ở đây mình thấy có thể là một số bạn là một cái người hoàn toàn mới ha ừ. hoặc là cái người này họ có những cái điểm yếu những cái khuyết điểm gì đó họ đã có sự thay đổi hoàn toàn uh, trưởng thành hơn dưỡng dàng hơn và đây là một người họ cũng có một sự biết bảo vệ tài chính họ cũng là một người thích một cuộc sống ổn định và vững chắc ha à, an toàn và cái người này thì mình thấy họ là một người có sự gọi là um, kiên định um. họ biết tiết kiệm và họ biết tiêu xài tiền bạc cách khôn ngoan ở đây mình thấy khả năng là cái người này uh, khi mà yêu thì họ yêu theo cái kiểu yêu theo bản năng thôi chứ họ cũng không có quá nhiều kiến thức về tình yêu đâu. Ừ. Người này họ còn một cái tình yêu cân bằng nhẹ nhàng, ôn hòa và có sự thấu hiểu nhau. Cái tượng này là một người họ rất là lãng mạn ha, họ có sự mở cửa trái tim với bạn đó. Ừ. Ở đây thì mình thấy người này có thể là họ là một người rất là đê mê, rất là mãnh liệt trong tình yêu, tình ái luôn ha. Và đây là một người có một cái sự làm việc gì cũng có những cái cảm hứng, có sự sáng tạo, ha. có sự nhiệt tình, hứng khởi. Và ở đây mình thấy họ rất là bận rộn, ha? họ có rất là nhiều việc phải làm. Hoặc là cái người này mình thấy dường như là họ đã từng bị trói buộc trong một hoàn cảnh nào đó và họ đã bứt phá ra được rồi người này thì họ có một cái sự kiên nhẫn và kiên trì ha hoặc là trong mối quan hệ này còn phải có sự kiên nhẫn đến đúng thời điểm thời cơ thì mọi thứ nó mới được gọi là phát triển ở đây mình thấy cái người này họ hay thích đi chùa hoặc đi nhà thờ đó ha hoặc là họ có một cái sự phát triển mặt tinh thần ừ. người này thì mình thấy khả năng là họ hay suy nghĩ nhiều khả năng là đây là một người khả năng là tóc đen đôi mắt to ha à, chân mày ngang Khả năng là có rau quai nón mũi cao ừ. ở đây mình thấy cái người này họ sẽ dùng tình cảm của họ để dập tắt cái sự cô đơn của các bạn đó <laughs> ừ. họ cho cho bạn một cái tình yêu nhẹ nhàng ngọt ngào thấu đáo lịch sự ha và có sự trân trọng và họ đem đến cho bạn niềm vui niềm hạnh phúc họ cũng hơi lý lắc với bạn đó Ha, họ cũng có sự bày trò đủ trò đủ chuyện để cho bạn hạnh phúc mình thấy dường như là bạn có sự ơ hờ với cái người này ngay lúc ban đầu ha hoặc là bạn có một sự à, kỹ tính bạn không có dễ dàng để cho họ bước vào cái khu khu vườn tình yêu các bạn ha bạn có khả năng là một người đã trải qua tổn thương cho nên bạn sợ ha kiểu vậy thôi bạn có sự phòng thủ hơi cao và mình thấy cái người này họ cho bạn một cái sự nghiêm túc nha à. Ở đây mình thấy dường như là họ yêu bạn yêu đơn phương Hoặc là họ có sự đắm đuối mạnh liệt với bạn rất là nhiều Họ hay ngủ mơ hoặc là hay tương tư về bạn ừ. Và Có khả năng cái mối quan hệ này nó chưa được công khai đâu ha? À, Còn mập mờ kiểu vậy Có khả năng là các bạn có một cái sự kỹ ha? kỹ lưỡng Chưa có vội vàng khi mà mọi thứ chưa có ổn thỏa Hoặc là chưa có hiểu nhau rõ Ừ và cái người này mình thấy họ bị thu hút bởi sức hút của bạn, bởi cái cá tính của bạn, cái khí chất của các bạn á. Ừ, họ cảm thấy bạn rất là đặc biệt ha, là một người rất là cuốn hút quyến rũ và có sự uh, cá tính mạnh mẽ, cứng cỏi. Ừ, nhưng mà có nụ cười cũng rất là ừ, khiến cho họ bị chất ngất ha, bị đê mê kiểu vậy. Ừ. người này mình thấy họ sẽ đến với bạn khi mà bạn mới kết thúc một mối quan hệ gì đó rất là mỏi mệt đó và bạn rất là cô đơn có nhiều offer nhưng mà các bạn không thấy cái offer nào gọi là không thấy cái tiêu chuẩn nào mà bạn mong muốn được kiểu như một cái người nào đó mà không phù hợp khả năng là bạn có rất là nhiều người săn đuổi đó nhưng mà bạn càng nhận thấy cô đơn bạn chưa tìm được đúng người như ý bạn tập trung vào tài chính và sự nghiệp các bạn thì cái người này họ xuất hiện họ đem cho bạn một cái ly cảm xúc rất là đông đầy ha tràn đầy sự yêu thương sự quan tâm sự ấm áp sự lãng mạn ha và có sự căng tràn và tuôn trào luôn ừ, họ yêu bạn rất là nhiều và họ có sự thương nhớ bạn ha, nghĩ đến bạn luôn và cái người này thì mình thấy là trong mối quan hệ này thì mình thấy họ có sự chủ động nhưng mà họ chủ động một cách êm ái nhẹ nhàng chứ không có quá gọi là dồ dập không có quá gọi là nhanh chóng ha họ từ từ có sự gọi là thâm nhập vào cái câu chuyện tình cảm với bạn ừ. từ từ mở cửa trái tim của bạn ha và họ khiến cho bạn không còn cô đơn nữa, không còn giá lạnh nữa. Rồi để mình xem coi. À, đối với bạn nam xem trả bài thì à, cái người sẽ đánh bật sự cô đơn của bạn là ai ha? Mình thấy người này là một người có tiền có bạc nha, thông minh giỏi giang, làm ra tài chính rất là tốt và biết giữ tiền nữa đó. <laughs> họ uh, có khả năng là một số bạn các bạn đã quen biết nhau có thể là bạn cũ của nhau hoặc là thậm chí một số bạn đang yêu người này rồi à, cái người này thì mình thấy họ là một người uh, nhẹ nhàng ha uh, dễ thương uh, có khả năng là khuôn mặt giống trẻ em hoặc là giọng nói giống trẻ em <laughs> uh, giọng rất là trẻ ha kiểu vậy hoặc đây là một người họ rất là hiếu thuận họ rất là yêu thương gia đình và cha mẹ à, một số trường hợp có khả năng là người này họ có con riêng uh. À, và đối tượng này thì mình thấy họ hay nhớ về những kỷ niệm hoài niệm cũ ha. Người này mình thấy là họ là một người có cái nguồn năng lượng của sự hy sinh đó, hy sinh cho người khác. Hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích tập thể ha. Và ở đây mình thấy họ là một người kiểu có khả năng là họ thích những mẫu người giỏi giang, giỏi ăn nói, tự tin ha, à, có chiến lược, có sự gọi là vững vàng trong cuộc sống thông minh, tinh tế, à, mình thấy là như vậy. Những người có khả năng lãnh đạo à. và ở đây mình thấy họ cũng là một người giỏi ăn nói đó, khéo léo đó ha. À, và đây là một người tiên phong, một người dẫn dắt hoặc là một cái người gọi là hướng người khác đi theo cái đường hướng đúng. người ừ, này cuộc sống cũng đủ đầy à, thoải mái và trọn vẹn rồi. Ừ. À, và ở đây mình thấy khả năng là họ rất là thích trái cây Họ thích uống nước trái cây Hoặc là đây là một người kiểu như họ có lòng biết ơn sâu sắc Với những gì mà cuộc sống đem lại cho họ ha Đây mình thấy người này là một người có khả năng họ manifest bạn đó Họ thu hút bạn vào trong cuộc sống của họ Hoặc là Họ là một người có khả năng uh, Có tiềm năng vô hạn Họ có khả năng thu hút những gì họ muốn trở thành sự thật Với sự quyết tâm cao độ Và ý chí kiên cường nỗ lực của họ Và cái người này trong cuộc sống cũng hay bị người khác canh tị đố kỵ lắm ha Ở đây mình thấy dường như là họ cũng hay bị chỉ trích Bị phê bình, bị phán xét từ người khác ừ. Nhưng mà người này mình thấy Họ cũng từng bị uh, tổn thương ha. Tổn thương trong tình yêu Bị có những cái vết nứt trong tình cảm rồi hoặc là họ hay để tâm đến lời nói người khác và đôi khi có những người cố ý gây cho họ cái sự đau thương, sự tổn thương. Mà người này thì mình thấy là có khả năng là họ cũng hơi ghen á. Ừ. Và ở đây mình thấy khả năng là khi gặp bạn có thể là họ sẽ cho bạn thấy được cái con người thật của họ. À, một cái con người cảm xúc chứ không người không phải là một người quá gọi là uh, nghiêm túc, không phải là một người kiểu như là ít thể hiện cảm xúc. đối với người ngoài thì có thể là cái người này họ rất là nghiêm chỉnh, họ không có nói nhiều ha, họ có một cái sự nghiêm túc trong công việc, ít nói làm nhiều nhưng đối với bạn có thể là cái người này họ có sự cởi mở hơn. và biết chia sẻ với bạn nhiều hơn ha, mình thấy là như vậy. Thậm chí cái người này họ có sự chia sẻ với bạn về những cái chuyện buồn, có chuyện tình yêu cũ hoặc là những điều gì đó mà cái người này họ đã vượt qua, đã trải qua, kể vậy. đây mình thấy có thể là hai bạn có sự nhắn tin với nhau cái người này họ sẽ có một cái sự nhắn tin qua lại với bạn để đánh bật sự cô đơn của bạn và mình thấy các bạn sẽ là cái người chủ động đối với cái người này ha bạn là người chủ động cái người này họ mới nhắn tin mới tìm hiểu ừ, người này họ thích sự chủ động nha bởi vì họ thích những người mẫu người đàn ông tự tin không có rụt rè à, biết thể hiện những mong muốn của mình và biết cách để thực hiện những điều đó như vậy và đây là một người họ tin vào số phận họ tin vào định mệnh ha người này suy nghĩ rất là nhiều và mình thấy họ xem bạn chính là định mệnh của họ đó ừ. và mình thấy trong mối quan hệ này cái người này thì họ có khả năng là họ cũng hay uh, nói chuyện hoặc là họ cũng uh, có một cái sự làm rõ với bạn kiểu như là họ sẽ có chỉ có tập trung vào bạn thôi chứ họ không có uh, màn đến những người khác kiểu vậy họ rất là rõ ràng họ rất là trung thực ngay thẳng và có trách nhiệm trong mối quan hệ với bạn ừ tuy nhiên thì mình thấy có khả năng cái người này họ cũng ở trong cái trạng thái của sự phòng bị ha. họ cũng sợ bị bị bạn lừa gạt hoặc là sợ bị bạn tổn thương cho nên cái người này họ cũng hơi có một cái sự phòng thủ phòng vệ và đôi khi trong mối quan hệ này họ cái người này họ cũng không biết là mọi thứ nó sẽ đi ra sao nó sẽ như thế nào nó sẽ phát triển ra sao kiểu như vậy nhưng mà mình thấy có khả năng là cái người này họ cũng sẽ có một cái sự uh, từ từ kiên nhẫn với bạn cái người này mình thấy họ bạn muốn hỏi hỏi cái gì họ sẽ làm rõ cho bạn hết tại vì họ tập trung họ nghiêm túc mà họ sẽ không để cho bạn ở trong cái sự trạng thái của sự nghi ngờ ha cái vậy người này họ sẽ có một cái sự gọi là yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên hoặc có rất là nhiều cảm xúc đặc biệt với bạn ừ. ở đây mình thấy họ có sự gọi là tò mò hiếu kỳ về cuộc sống của bạn họ rất là muốn tìm hiểu về những chuyện trong cuộc sống của bạn như thế nào và họ cũng có sự ngưỡng mộ bạn thấy bạn cũng là một người giỏi giang ha có công ăn việc làm tốt ừ. tuy nhiên thì có khả năng cái người này họ cảm thấy có đôi khi cũng có những cái sự hơi bị cô đơn bởi vì bạn tập trung vào công việc á rồi đôi khi là có khả năng là cái người này không phải là họ uhm không phải là họ có một cái sự nghĩ sai về bạn nhưng mà đôi khi họ cũng lo sợ không biết là bạn tập trung vào công việc hay là bạn đang quen một ai đó khác. Cái người này họ đã từng bị cái vấn đề này rồi, từng bị phản bội cho nên là họ hơi bị mất phương hướng, một số bạn có thể là do yêu xa nữa cho nên cái người này họ cũng hơi có những sự trăn trở về bạn ha. Và mình thấy khả năng họ luôn cố gắng cân bằng ha, họ có sự đấu tranh tâm lý rất là nhiều và họ có sự tập trung vào công việc để có thể ngăn cản bản thân không có gây ra những cái sự tổn thương cho các bạn ừ. và có thể cái người này họ sẽ nói ra những cái điều trăn trở của họ cho bạn biết để hai bên cùng giải quyết ha ừ. past life relationship có khả năng các bạn đã biết nhau từ kiếp trước, ừ. hay là các bạn đã từng là tình nhân người yêu từng kiếp trước ha, người yêu kiếp trước tìm về, hoặc là các bạn gặp nhau là các bạn cảm thấy rất là quen thuộc ha, rất là gần gũi ha, giống như mình đã gặp ở đâu đó rồi đó. Ừ. Ở đây một số bạn nữ đang bị chứng phụ thuộc cảm xúc nè, cho nên là đôi khi người yêu người ta nhắn tin bạn rất là vui nhưng mà khi người ta tập trung vào công việc thì các bạn trở nên bị buồn ha, à, bị phụ thuộc cảm xúc. Ừ các bạn cần phải giải quyết vấn đề này bằng cách người ta bận thì bạn cũng phải bận cũng phải tập trung vào công việc ừ. nhưng mà nó rất là khó ha mình thấy là như vậy chỉ khi nào các bạn không còn sợ mất nữa thì lúc đó các bạn mới không bị phụ thuộc thôi các bạn có một cái sự dưỡng dàng ở trong sự tự tin của mình dưỡng dàng cuộc sống của mình ha ừ. và đừng để thời gian của mình cho người đó quá nhiều từng tập trung quá nhiều vào người đó mà hãy tập trung vào bản thân của mình ừ. Và bạn xứng đáng được yêu thương và hãy tự tin lên, bạn rất là đáng yêu ha. À, đặc biệt các bạn nữ ở đây, ha? bạn xứng đáng có được cái người bạn mong muốn. Ừ. Và tình yêu này có thể mang đến cho bạn là một cái sự dạy cho bạn một cái bài học để bạn biết có mình có giá trị như thế nào, mình nên tự tin ra sao. Còn nếu bạn mất đi sự tự tin, bạn lo lắng, sợ hãi thì các bạn có khả năng sẽ mất đi cái người này. Ừ. Wow, wedding, một số bạn có khả năng là sẽ tiến đến hôn nhân luôn ha có thể năng cái người này họ sẽ giúp cho bạn điều trị được cái chứng phụ thuộc cảm xúc đó ừ, và hai bạn tiến đến hôn nhân tiến đến kết hôn tuyệt vời rồi. rồi để mình xem khi nào các bạn sẽ hết cô đơn đây <laughs> mình sẽ trả ba lá bài đây cho các bạn chọn ha Rồi mà các bạn chọn một trong ba lá bài khi nào bạn hết cô đơn. <laughs> Rồi lá bài số 1. Một. một số bạn sẽ hết cô đơn vào tháng 10 này ha. <laughs> ừ, vào tháng 10 này có thể là bạn sẽ hết cô đơn ha Bạn đang rất là bận rộn Và có thể bạn sẽ gặp cái người này khi mà Bạn đang chật vật hoặc bạn đang làm việc rất là nhiều ha à. một Số bạn uh, chọn lá bài số 2 thì có khả năng là À, bạn sẽ hết cô đơn vào mùa hè năm sau ừ. Một số bạn có khả năng đã gặp rồi, gặp hồi tháng 7 rồi Hoặc là hai năm sau ừ. Hoặc là 7 tháng tới ha. À, Có liên quan đến con số 7 Các bạn lá bài số 3 là cái nào các bạn hết sự cô đơn Thì mình thấy ừ. Một số bạn đã gặp rồi, đã gặp tháng 4 rồi ha, hoặc là một số bạn có khả năng tháng 4 năm sau các bạn gặp. Ừ. Hoặc là 4 tháng tới ha, mình thấy là như vậy, khá gần. Ừ. Rồi để mình xem cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là của bạn học của người đó. Thiên Bình. Bảo Bình. Bọ Cạp. cự giải sư tử bạch dương và market rồi chữ cái trong tên chữ o y ngắn x a e l khuya n B phở G M Z Là chay ha Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha Mình xin chào các bạn Hi xin chào các bạn tụ ba bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ ba để xem coi uh, khi nào bạn hết cô đơn ha và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ ba đây mình thấy các bạn tụ ba là những người rất là nổi bật ở trong đám đông á là những người có một cái sự nhanh nhẹn, thông minh, giỏi giang, ha à, tài trí và có khả năng các bạn có thể chạm tới ước mơ các bạn. Ừ. Có thể biến ước mơ trở thành sự thật. Các bạn là những người có một cái sự tập trung vào công việc rất là nhiều. Có sự thấu đáo, cẩn trọng và có sự quan sát tỉ mỉ. À, có tinh thần học hỏi rất là cao. Rất là có trách nhiệm. Ừ, có thể là các bạn sắp có những cái chuyến đi du lịch hoặc là trong thời gian tới có thể là bạn sẽ có những cái sự chuyển đổi chuyển chỗ ở hoặc là các bạn sẽ rời khỏi sự cô đơn để bước vào giai đoạn của một cái tình yêu thấm thiết ngọt ngào gắn bó keo sơn ha ở đây mình thấy những gì mà bạn cố gắng bạn giao trồng bạn sẽ có kết quả xứng đáng thôi à, vì của các bạn bây giờ là hãy có một sự nâng cấp bản thân của mình ha, tập trung vào bản thân và công việc các bạn mọi thứ rồi nó sẽ có sự ổn thỏa đến với các bạn à, mình thấy các bạn sắp có được những cái nguồn tiền có thể là tiền lương hoặc là những cái nguồn lợi gì đó đến với các bạn ha một số bạn sắp thu hoạch một cái mùa vụ khá là lớn cho những cái đóng góp sự cố gắng của các bạn rồi để mình xem qua đối với những bạn mang năng lượng nữ xem cho bài thì à, ai sẽ đánh bật sự cô đơn của bạn ha ừ. thì các bạn nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng các bạn nam xem cho bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha người này mình thấy khả năng là họ là một người trong cuộc sống họ cũng rất là cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi có thể là họ năng năng là họ làm việc rất là nhiều hoặc họ đang trải qua cái giai đoạn của sự tổn thương hoặc đã từng bị áp lực hoặc là kết thúc một cái tình yêu gì đó cũng rất là nghiệt ngã ha à, từng bị phản bội người này thì hoặc là họ đã từng ly dị vân vân và ở đây mình thấy cái khả năng là họ là những người có mục tiêu hướng tới ha, họ luôn cố gắng quyết tâm để đạt được cái uh, điều mà mình mong muốn, mình khát khao. Đối tượng này mình thấy dường như cuộc sống họ cũng có rất là nhiều những cái sự cạnh tranh, mâu thuẫn, đấu đá và áp lực á. Và đây cũng là một người có tinh thần hiếu chiến nha. Ở đây mình thấy dường như là họ cũng uh, có kỹ năng, có tay nghề trong công việc của mình. Có khả năng họ làm những công việc mà liên quan đến sự thiết kế. Hoặc là ở đây mình thấy họ hay thức khuya làm việc người này thì mình thấy khả năng họ cũng là một người có một cái sự tinh tế và có bạn bè hoặc là làm việc nhóm và họ cũng là một người có trách nhiệm giống như bạn vậy đó đối tượng này mang nguồn năng lượng cũng khá là trẻ trung đó và ở đây thì mình thấy khả năng là cái người này họ tóc đen ha và có một cái cơ thể rắn chắc ha, mạnh khỏe và có khả năng là họ cũng là một người hay suy si tính cho tương lai và biết lên kế hoạch cho tương lai của mình. Vậy vậy. Đây mình thấy người này thì khả năng là họ cũng là một người đạt ở trạng thái của sự cân bằng, của sự biết suy si nghĩ và đồng thời họ có sự tỉnh táo, cẩn trọng trong những cái bước đi, bước tiến của họ. Ừ. Người này dường như là những kế hoạch của họ, họ làm việc, họ tập trung thì họ đều đạt cái thành quả cao hết. Dường như là cái người này họ cũng có một sự đang tìm kiếm cái mảnh ghép còn lại của họ ha. Họ cũng cần một cái tình yêu mà có sự yêu thương, sự nhường nhịn, sự cân bằng với nhau, sự hài hòa với nhau. Đây là một người có khả năng là họ cũng rất là bận rộn hoặc là có những nhiều vấn đề phải lo họ đã từng bị trói buộc trong một cái tình huống nào đó nghiệt ngã và họ đã có một cái sự giải thoát bản thân của mình người này có trực giác cực kỳ cao và họ biết tiên đoán họ biết lên kế hoạch cho tường hướng tương lai sắp tới à, một người có một cái tinh thần sâu sắc ha và ở đây mình thấy họ có khả năng là đang trong cái giai đoạn của sự chữa lành về sức khỏe về tinh thần uhm là có thể là họ cũng thích đi đến nhà thờ đi chùa hay gì đó vân vân hoặc là họ thích ở những cái nơi mà nào mà gọi là có một cái sự yên tĩnh ha họ thích hoa sen hoặc là thích những cái nơi mà gọi là có thắng cảnh đẹp rồi đó đây mình thấy khả năng cái người này cũng là một người có cái sự đam mê rất là lớn trong chuyện tình ái hoặc là đây cũng là một người cực kỳ sáng tạo có rất là nhiều ý tưởng sự đa dạng phong phú trong ý tưởng của họ và nó đôi khi giúp cho cái người này đạt được cái sự thành công thành tựu ha Ở đây mình thấy cái khả năng là bạn cũng đã từng trải qua giai đoạn bị phản bội hay gì đó thì Cái người này họ đến, họ cho bạn một cái tình yêu nghiêm túc ừ cho bạn cái giá trị ha, cho bạn thấy được bạn là người xứng đáng ha, là bạn là cái người duy nhất mà họ tin tưởng hoặc là họ có sự trao tình cảm ừ. và ở đây mình thấy họ sẽ có một sự nói chuyện ha, rồi um, chia sẻ, rồi có sự thấu hiểu, rồi cho bạn lời khuyên rồi vân vân à, và cái người này mình thấy thì có khả năng là họ cũng hay thường nói chuyện với bạn lắm, họ hay nhắn tin, họ cũng có sự trông ngóng chờ đợi tin tức của bạn nữa và họ cũng có sự theo dõi bạn ha. À, mình thấy cái khả năng là cái người này với bạn có những cái bài học gì đó ha Có khả năng là họ đến để giúp cho bạn thấy được cái giá trị bản thân của mình ừ. Và đồng thời thì mình thấy có khả năng một số bạn sẽ kết hôn luôn ha Tuy nhiên thì có một vài bạn có một cái số trường hợp là à, Bạn gặp phải cái người mà họ đang có sự gọi là uh, Phản bội gia đình, phản bội người um, phối ngẫu của họ đó ha Họ tìm kiếm một cái đối tượng mà giống như bạn ha để có thể là cảm thấy đỡ bớt lẻ loi hay gì đó họ bị thiếu cảm xúc cho họ thiếu tình cảm với người phối ngẫu cho nên là các bạn hết sức tinh tế hết sức cẩn trọng để tránh bị rơi vào cái bẫy tình yêu của những cái người đã có gia đình ha một số bạn có thể là quen nhau một cộng đồng hoặc là bạn bè giới thiệu hoặc là các bạn là những người bạn ha có sự gọi là hợp, rất là hợp nhau về mọi thứ mọi việc ừ. về suy nghĩ về cách sống về lối sống gì đó người này họ có sự đánh giá cao về bạn họ cảm thấy bạn rất là sáng à, họ có khả năng cũng tìm kiếm lâu rồi nhưng mà mới gặp được một cái người như bạn ha một cái người xứng đáng như bạn ừ. và ở đây mình thấy họ có sự đầu tư nghiêm túc trong mối quan hệ với bạn à, và đồng thời thì mình thấy họ có khả năng là trao cho bạn một cái tình yêu mà nó có sự nhẹ nhàng có sự vui vẻ có sự thoải mái sự hồn nhiên không có quá nhiều áp lực ha cho được cho bạn được là chính bạn chứ họ không có bắt buộc bạn phải như thế này hay nào hay kia à, và ở đây thì mình thấy là cái người này họ họ cũng tập trung vào công việc của họ nữa ừ, cho nên là có thể là họ cũng rất là muốn nói chuyện với bạn nhưng mà đôi lúc thì bận rộn nên không có thể nào gọi là xuyên suốt với bạn được nhưng mà tình cảm họ dành cho bạn là cái tình yêu um, mà có sự vui tươi, có sự thoải mái, có sự trọn vẹn ừ. và thậm chí cái người này có khả năng họ sẽ hay mua quà hoặc là đem đến cho bạn những cái giá trị gì đó như tài chính hoặc là tấm lòng ha nói chung là tình cảm họ dành cho bạn tình cảm thật sự à, và trang chứa có khả năng có một số bạn gặp tới hai đối tượng lượng ha ừ. nhưng mà mình thấy có khả năng là bạn sẽ chọn cái người mà thật sự cho cho bạn tình cảm thật sự á ừ. hoặc là một người mà ha, hai tính cách ừ. có một số bạn thì có khả năng là các bạn đã quen biết rồi ha à nói là như vậy rồi à, để mình xem coi đối với những bạn nam xem trả bài thì Người sẽ đánh bật sự cô đơn của bạn là ai? Người này mình thấy họ cuộc sống họ cũng có sự đủ đầy dư giả ha về mặt vật chất tiền tài hoặc là họ cũng có nhà có cửa hoặc là cái người này họ rất là mong muốn được một mối ấm gia đình hạnh phúc yên vui bên gia đình của mình cái vậy họ rất là thích những bông hoa họ thích đến những nơi có nhiều hoa lá cây cành đó và đối tượng này mình thấy dường như là họ cũng giống như một nhà magician họ có sự gọi là tin tưởng họ có khả năng thu hút những điều họ ước muốn và họ có thể là dùng luật hấp dẫn để thu hút bạn đến đó. Và ở đây mình thấy người này là một người có sự lý trí ha, rõ ràng, sắc sảo, khôn ngoan, sáng suốt và có sự thấu đáo, tinh tế, thực tiễn. Đối tượng này thì mình thấy họ là một người luôn cố gắng đạt được những ước mơ, những cái điều mà họ trông mong họ đã xác định mục tiêu họ sẽ phấn đấu tới cùng chứ họ không có bỏ cuộc nữa chừng đâu. họ rất là dứt khoát và họ cũng có sự bảo vệ bản thân của mình. Ừ, và họ đang cố gắng tiết kiệm tiền bạc hoặc là cái người này thì mình thấy có khả năng là họ cũng có những cái nỗi niềm gì đó họ có sự bảo vệ ừ, giá trị của bản thân ha có sự bảo vệ tôn nghiêm của bản thân mình kiểu như vậy ở đây mình thấy người này làm ra tài chính rất là tốt và họ thường bị thu hút bởi những cái người mà có là công việc làm có công việc tốt ổn định đó và họ có một cái sự mở rộng cánh cửa lãng mạn với bạn ha à, người này mình thấy dường như có tiền các bạn ừ. họ làm ra tiền nhưng mà có thể năng là họ có sự che giấu đó ừ. và đây là một người có rất là nhiều phước lành sự dồi dào dò, thịnh vượng đối với cuộc sống của họ người này họ có những cái nỗi buồn nỗi lo nỗi phiền muộn gì đó ừ. và dường như cái người này mình thấy là họ đạt được cái trạng thái của sự dư giả đó hoặc họ rất là thích trái cây ha hoặc họ luôn có sự biết ơn cuộc sống Ừ, biết ơn ơn trên, biết ơn bản thân và người này mình thấy cuộc sống của họ nó rất là phong phú luôn. Ừ. Đây một số bạn có thể là quen người nước ngoài, sống hai quốc gia khác nhau ở trong bài này khá là đông. Ở đây cái người này mình thấy khả năng là họ đến cuộc sống của bạn ha để đem đến cho bạn niềm vui, sự trọn vẹn ha và giải quyết những cái bối rối, những lo âu gì đó các bạn. Và họ có khả năng là cho bạn những lời khuyên nữa ha, có sự mở đường, mở hướng cho các bạn có thể là bạn có sự trên vên cô đơn trong cuộc sống nhưng mà cái người này họ xuất hiện họ giúp cho bạn có được niềm tin ha, thấy được con đường rõ ràng trong tương lai phía trước. Ừm uhm. và họ cũng có sự thường xuyên nhắn tin với bạn hỏi han tâm sự với bạn ừ và ở đây mình thấy khả năng là cái người này khi gặp bạn thì họ sẽ có một cái sự kết thúc những cái uh, nỗi buồn cũ những cái phiền muộn cũ ha ừ. bạn có thể là cũng giúp họ rất là nhiều đây là mối quan hệ mà các bạn có sự là đo bạn cùng tiến cùng nhau phát triển cùng nhau học hỏi và um, thành công ha trong tình yêu kiểu vậy họ cảm thấy bạn giống như là ngọn đuốc sáng của họ giống như là một cái tia hy vọng của họ ha để họ không có còn bị mù mờ trong cái tình yêu nữa kiểu vậy ừ. cả hai bạn đều đến giúp cho nhau hạnh phúc ở đây mình thấy cái người này họ xem bạn là định mệnh đó ừ. họ cũng thường hay ngủ mơ thao thức về bạn hay nghĩ đến bạn và họ cũng rất là nhiệt tình trong mối quan hệ này cũng có sự chủ động với bạn và ở đây mình thấy họ họ thấy bạn là một cái người um, có khả năng sẽ yêu đến lâu bền ha sẽ kết hôn sẽ có một cái tương lai rộng mở bên mối quan hệ này nói chung họ có sự nghiêm túc với bạn đó và họ cái người này lúc đầu thì có họ có sự thờ ơ nhưng mà sau đó có khả năng là tấm chân tình hoặc là sự chủ động của bạn có sự kết nối lâu dài người này họ yêu bạn thật lòng và muốn kết hôn muốn sinh con muốn có tương lai vững chắc với bạn Có một số bạn ở đây là các bạn là à, đã kết hôn rồi vẫn vô xem ha, giải trí mình thấy là như vậy đó. Hai bạn cũng rất là xứng đôi vừa lứa với nhau, à, một cặp đôi đẹp đôi. Ở đây mình thấy cái mối quan hệ này các bạn sẽ có những cái sự gọi là thảo luận nói chuyện từ trái tim đến trái tim đó, có sự chân lành với nhau. Một số bạn chọn luôn tụ 2 với tụ 3. Ở đây mối quan hệ là một cái một cái kết nối um, tình yêu tiền kiếp rồi ha các bạn có thể năng là người yêu nhân tình hoặc là chồng vợ gì trong kiếp trước á cho nên khi gặp nhau có thể là bạn cảm thấy cả hai rất là quen ừ. à, sớm thôi các bạn sẽ gặp được họ ha ừ. wow là wedding nữa nè, một số bạn sẽ kết hôn với người này luôn tuyệt vời rồi để mình xem khi nào gặp <laughs> trải ba lá bài thì các bạn chọn một trong ba lá bài ha để biết khi nào các bạn gặp được cái đối tượng sẽ đánh bật sự cô đơn các bạn. <laughs> rồi, mời các bạn chọn. Rồi, lá bài thứ nhất. Các bạn sẽ gặp được cái người này vào mùa hè. Hoặc là mùa hè năm sau ha, hoặc là một số bạn đã gặp rồi. Ừ. Khi mà các bạn nữ các bạn biết yêu thương bản thân của mình rồi ha, à, bạn đã có sự sẵn lòng mở lòng để đón nhận tình yêu thì cái người này sẽ xuất hiện. Ừ. Còn một số bạn có khả năng là hai năm nữa, nhưng mà mình thấy rất là gần thì có khả năng là mùa hè này đã gặp rồi hoặc là mùa hè năm sau. Ừ. Wow, một số bạn ở, ở cái lá bài thứ hai các bạn yêu nhau đậm đà sâu sắc luôn ha. Ừ. Có khả năng một số bạn là một tháng sau hoặc là mùa hè đã gặp rồi đang yêu nữa. Một số bạn có khả năng là cũng giống như các bạn tụ tụ một là có khả năng là cũng mùa hè năm sau. Ừ hoặc là một tháng sau rất là gần cho nên mình nghĩ có khả năng là một tháng sau ừ. À, lá bài số 3 thì có khả năng một số bạn có thể là xong mùa thu mùa thu các bạn đã gặp rồi ha một tháng 9 là các bạn đã gặp rồi hoặc là chín um, tháng sau 9 tuần sau hoặc là hai năm nữa ha, hoặc là mùa thu năm sau tùy theo cái nguồn năng lượng các bạn ừ nhưng mà mình thấy very soon rất là sớm thì cho nên bạn có thể rút ngắn lại cái khoảng cách mà mình vừa nêu ra ha, ăn thua nhưng mà có một số bạn sẽ gặp một số đối tượng sai cho nên các bạn cần hết sức tỉnh táo qua trường gặp phải người có vợ hoặc là có chồng cẩn trọng một chút đừng có vội vàng ha, phải xem xét phải tìm hiểu họ thật là kỹ để tránh bị lầm lỡ cung hoàng đạo nói bật cho các bạn Sông ngư có thể của bạn của người đó thiên bình nhân mã cự giải song tử sư tử bạch dương rồi chữ cái trong tên y ngắn tờ khuya z n chay giờ hoặc đờ k bờ c x b phở l và e rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn